Xin chào mọi người có thể thấy mình vừa làm điều gì không? Mình gõ vào ở phía trên mặt bàn nhưng mà chữ lại lên. Thực ra thì đấy chỉ là mình ghép thôi, còn hiện nay thì công nghệ này vẫn chưa thực sự được phát triển trên những chiếc điện thoại Samsung mà nó mới được xuất hiện trong triển lãm CES 2020 vừa rồi và cũng đã khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về công nghệ đó cũng như là tính thực tế và tính sẽ có thể phát triển trong tương lai như thế nào nhá. Let's go! Rồi như vậy thì mọi người trước tiên có thể thấy đó như là một công nghệ của tương lai, khi mà đó chính là những thứ mà xem ở trong phim kiểu Iron Man, kiểu đưa tay quét thì bây giờ thậm chí không cần có những cái ánh đèn như thế mà mình vẫn có thể gõ được. Ban đầu nghe thì nó có vẻ là viễn tưởng nhưng thực sự nó đã được Samsung phát triển và cho ra mắt trong cái CES 2020. Thậm chí là có cả những phóng viên ngồi vào và trải nghiệm rồi. Thì mời các bạn xem qua một chút cái trải nghiệm của người dùng đấy nhá. Như mọi người có thể thấy thì trải nghiệm của anh ý khá là khó khăn trong quá trình gõ phím này, để xóa đi rồi cũng như là để gõ những cái văn bản. Bởi vì thực sự việc mà các bạn đang gõ vào một khoảng không vô định để chúng ta có thể định hình được đâu là phím gì cần có một sự tập luyện và thuộc phím cũng như là gõ văn bản rất là nhiều. Thì công nghệ này được Samsung gọi tên là Selfie Type. Bởi vì tại sao? Nó sử dụng camera selfie của Samsung để có thể định hình và cho AI học theo những ngón tay của bạn để biết là bạn đang muốn gõ phím gì. Và từ đó sẽ loại bỏ được toàn bộ những phím cứng rồi cũng như là những phím cảm ứng, để sau này bạn có thể đến bất kỳ đâu vẫn có thể ngồi soạn thảo văn bản bằng 10 ngón một cách rất chi là thoải mái và tiện lợi. Nhưng đó là những ưu điểm mà chúng ta đều hoàn toàn dễ có thể nhìn thấy. Nhưng còn đó là những khuyết điểm mà chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải. Đó là không phải ai trong chúng ta cũng có thể thuộc được 100% tất cả những phím. Và thậm chí là có thuộc đi chăng nữa thì mình đoán rằng là AI của Samsung cũng sẽ phải mất một thời gian khá dài để biết được cái độ khoảng cách đưa ngón tay của chúng ta, để biết được rằng là giữa các phím là như nào, tránh để gõ nhầm. Bởi vì nếu mà gõ nhầm nhiều ấy, xong không biết là phải ấn nút nào để sửa ấy, thì lúc đấy cực kỳ mệt mỏi luôn. Chưa kể là những anh em nào mà hay làm văn phòng này, hay cũng như là chơi điện tử, chúng ta biết đến những công nghệ mới ở trên bàn phím cơ kiểu như là Blue Switch này, thì giúp cho độ nảy phím cũng như là hành trình phím tốt hơn trong quá trình trải nghiệm, giúp cho các bạn có cảm giác gõ này và tăng tốc độ gõ. Nhưng với việc gõ vào khoảng không nhảy hoặc là gõ xuống bàn, chúng ta sẽ không có cái độ phản hồi cũng như là không có hành trình phím. Như vậy thì có lẽ nó sẽ cho mình một cái cảm giác khá là mỏi trong một quá trình lâu sử dụng. Vì ví dụ như cái bàn phím của MacBook trong cái thời gian gần đây, gõ cũng gần như là phím liệt, không có độ phản hồi khiến mình gõ không thể nhanh hơn được, nó hay bị díu chữ ấy. Thực sự đấy là một điểm mà rất đáng trừ. Với những đó khuyết điểm thì thực sự mình nghĩ rằng công nghệ này vẫn rất đáng được tôn vinh và phát triển trong thời gian sắp tới đây. Vì có lẽ có những cách để chúng ta có thể giải quyết được, với việc chẳng hạn như chỉ cần cuộn một cuộn giấy rất là nhỏ gồm có những cái chữ bàn phím ở trên đấy, và khi nào bất kỳ đâu giải ra mà không cần đấy, chỉ là để giúp mình định hình được đâu là phím gì, đâu là ngón gì thôi, như vậy cũng rất là tiện lợi rồi. Ngoài ra, với việc mà phát triển AI đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết thì mình tin rằng là trong tương lai những chiếc điện thoại của Samsung sẽ học được cử chỉ tay của các bạn rất nhanh, và thậm chí là không cần gõ xuống bàn mà chỉ cần giơ hờ này gõ, nó cũng có thể biết được rằng là bạn đang muốn gõ phím gì. Điều đấy cũng rất là ngầu đúng không? Mình đang càng tiệm cận được những điều trong phim càng khiến mình phấn khích. Vậy mọi người nghĩ sao về cái công nghệ bàn phím vô hình như thế này, Selfie Type? Mọi người nghĩ nó có xứng đáng để được trang bị trên những chiếc điện thoại trong tương lai không, và độ hiệu quả của nó sẽ ra sao? Thì comment phía dưới để mình cùng biết nhé. Còn mình là Minh, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video thông tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Có đâu? Trong triển lãm thôi. Trong triển lãm CES 20 đấy thì nó có thôi, còn ở ngoài đã thương mại có đâu.